Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Chúc quý vị một buổi sáng cuối tuần có nhiều điều vui và bây giờ hãy đồng hành cùng chương trình đến với những thông tin về giáo dục, lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, giải trí, du lịch mà chúng tôi vừa cập nhật. Vâng, thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Bình Phước tổ chức hội thảo Kiến tạo trường học hạnh phúc. Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT Hoàng Nam Tiến đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến chủ đề Kiến tạo trường học hạnh phúc. Năm yếu tố kiến tạo nên trường học hạnh phúc đó là trường học tử tế, trải nghiệm vượt trội, hệ thống rộng khắp, học phí phù hợp và thầy trò hạnh phúc. Mô hình trường học hạnh phúc hiện đang là từ khóa được quan tâm nhiều trong ngành giáo dục Việt Nam. Mô hình này cũng giúp chuyển đổi tư duy giáo dục từ học tập một chiều sang học tập năm chiều, nghĩa là học sinh được kết nối với nhà trường, gia đình, xã hội và cả trí tuệ nhân tạo AI, được khuyến khích tư duy độc lập và năng lực phản biện. Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra nhiều thách thức cho giáo viên phải tự biến mình thành người kết nối để cùng học sinh đón đầu cơ hội mới, vượt qua thử thách mới. Hội thảo lần này đã giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của mô hình đào tạo mới. Mỗi thầy cô sẽ là những sứ giả truyền cảm hứng để mang đến cho học trò những giờ học hạnh phúc, giúp các em học sinh học tập hiệu quả hơn, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước. Tại nhà hát Hồ Gươm vừa diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Điện Biên Phủ Không Bao Giờ Quên. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của gần 300 nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Thông qua các tác phẩm âm nhạc viết về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử, đồng thời tri ân, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm hai phần là Chiến thắng và Hồi tưởng. Phần 1 được mở đầu bằng tác phẩm Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Tiếp đó là tái hiện lại không khí chiến thắng qua 4 tác phẩm được giải thưởng tại Đại hội Văn công Toàn quốc lần thứ nhất năm 1954 cùng một số ca khúc khác. Phần 2 thông qua các tác phẩm khí nhạc để truyền đi thông điệp về Điện Biên Phủ, biểu tượng của một đất nước Việt Nam độc lập, làm chủ vận mệnh của mình trên con đường hội nhập và phát triển cùng thế giới. Sẽ có 6 bộ phim Điện Biên Phủ, Hồi ức Điện Biên, Chuyện những người lính già, Đồng hành cùng lịch sử, Chia lửa cùng Điện Biên, Điện Biên Phủ niềm hy vọng được khởi chiếu miễn phí phục vụ khán giả vào 20 giờ từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 tại hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là những bộ phim do các nghệ sĩ của hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương thực hiện trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp xâm lược và quá trình xây dựng phát triển đất nước cho đến ngày nay. Cục Điện ảnh, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương tổ chức những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ, hy vọng sẽ làm cầu nối giữa khán giả với lịch sử dân tộc, giữa vùng đất Điện Biên anh hùng với cả nước. Qua đó, để lớp lớp thế hệ mãi biết ơn, tri ân và tự hào vì cha ông ta đã làm nên lịch sử hào hùng và vị thế của đất nước Việt Nam hôm nay. Triển lãm ảnh chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam tầm vóc thời đại vừa được Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5. Triển lãm ảnh trưng bày 97 hình ảnh tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử, những chủ trương, quyết định chiến lược, chiến thuật sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Diễn biến những trận đánh oanh liệt gắn với những địa danh lịch sử như Him Lam, Độc Lập, Đồi A1, sân bay Mường Thanh. Triển lãm đặc biệt khắc họa tinh thần đại đoàn kết toàn dân từ cán bộ chiến sĩ đến lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, tất cả vì Điện Biên Phủ chiến thắng. Triển lãm cũng đồng thời phản ánh sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Điện Biên ngày nay, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư phát triển giữa hai địa phương. Việt Nam đang là một trong hai nước đang dẫn đầu về số lượng đặt phòng tại khu vực Đông Nam Á của người Hàn Quốc trong giai đoạn cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8, cho thấy Việt Nam đang nổi lên là điểm đến du lịch được ưa chuộng của người Hàn Quốc trong mùa hè năm nay. Theo thống kê của trang JOGIOT công bố hôm qua cho biết, tính đến cuối tháng 4, số lượng đặt phòng tại hai quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam và Philippines đang dẫn đầu và các nước Đông Nam Á nổi lên là điểm đến du lịch được ưa chuộng. Tại Việt Nam, trong kỳ nghỉ hè năm nay, lượng đặt phòng đã tăng 3 lần so với năm ngoái. Trong khi đó, trang mạng Rankify Korea đã đưa ra xếp hạng chỉ số xu hướng các điểm đến du lịch ưa thích của Việt Nam tính đến cuối tháng 4. Thủ đô Hà Nội đứng đầu danh sách, tiếp đó là Đà Lạt và Vịnh Hạ Long.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định ghi danh nghề thủ công làm cói Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, làng nghề chiếu cói Kim Sơn ngày càng thể hiện được vị thế của mình và phát triển tới tận ngày nay. Cây cói qua bàn tay khéo léo của người dân Kim Sơn đã trở thành những sản phẩm vô cùng độc đáo. Các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và màu sắc hoa văn bắt mắt. Nghề trồng cói, chế biến cói ngày càng nổi tiếng. Sản phẩm của làng nghề được người tiêu dùng trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Để có được một sản phẩm cói mỹ nghệ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, kỹ thuật trồng và sản xuất cói của Kim Sơn cũng khá đặc biệt. Đó là cả một quy trình công phu, tỉ mỉ và chính xác ngay từ lúc trồng cói, thu hoạch cói, chọn cói, chẻ cói, phơi cói, nhuộm cói, cho đến khâu cuối cùng là đan và hoàn thiện sản phẩm. Nhờ đó mà sản phẩm cói mỹ nghệ của Kim Sơn luôn đảm bảo chất lượng khi tới tay người tiêu dùng và đã được xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người dân thủ đô đã có thêm một điểm check-in và tham quan mới đầy sáng tạo và truyền cảm hứng. Đó là cây cầu đi bộ Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có vẻ đẹp lung linh cùng sự sắp đặt ánh sáng độc đáo. Lấy cảm hứng từ nước, các tác phẩm nghệ thuật được sắp đặt khắp các vị trí trên cây cầu đi bộ Trần Nhật Duật và biến cây cầu thành bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật ánh sáng vô cùng độc đáo. Và đặc biệt, sản phẩm trang trí của dự án này đều sử dụng từ vật liệu tái chế. Cây cầu cũ được chiếu sáng, khoác lên mình bộ áo mới rực rỡ, đầy sắc màu, thu hút khách du lịch. Khi thành phố lên đèn là diện mạo mới lung linh đến ngỡ ngàng. Dự án nghệ thuật công cộng tại cầu đi bộ Trần Nhật Duật được kỳ vọng sẽ góp phần vừa cải tạo diện mạo đô thị, vừa giúp kích thích thói quen đi bộ của nhiều người, vừa thúc đẩy tinh thần khám phá di sản văn hóa nghệ thuật trong thời gian tới. Thưa quý vị, những ngày cuối tuần hoặc là ngày lễ, khách du lịch đến tham quan trải nghiệm tại khu du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình đông hơn ngày thường. Cũng vì thế mà hàng ngàn phụ nữ làm nghề chèo đò ở bến thuyền Tràng An cũng tất bật hơn. Hiện nay, tại khu du lịch sinh thái Tràng An, có gần 3.000 nhân viên lái đò phục vụ khách du lịch, đa phần là những phụ nữ trung niên và đều là người địa phương. Công việc của họ thường bắt đầu từ 6 giờ sáng đến tối mịt. Phục vụ du khách là kỷ niệm là đi đến nơi về đến chốn là không được cắt tour cắt tuyến là phải đi hết tour tuyến và đi đến đâu giới thiệu cho khách đó. Trên suốt hành trình cả đi và về dài cả chục km, những nữ lái đò kim luôn hướng dẫn viên giới thiệu một cách tỉ mỉ về văn hóa sinh hoạt, lịch sử và vùng đất Tràng An non nước khổ tình. Trong thời gian qua, Ninh Bình là địa phương duy nhất của Việt Nam được lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Thành tích này có sự đóng góp của những người lao động bình dị như thế. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên là vùng đất ghi nhiều dấu ấn sâu đậm. Vâng, cũng tại chính vùng đất mà Đại tướng làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, vùng đất mà ông coi như quê hương thứ hai của mình. Trong tiểu mục chuyện sáng nay của chương trình, mời quý vị cùng đến với vùng đất Điện Biên, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, những con người nơi đây để hiểu thêm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của lòng dân. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thành quả của nhiều yếu tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Tổng quân ủy, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Điện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều đóng góp quan trọng, trong đó phải kể đến quyết định hoãn cuộc tiến công, thay đổi phương châm tác chiến, từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh chính trị của người chỉ huy chiến dịch trước Đảng, nhân dân và quân đội. Đại tướng cũng luôn luôn là một cái tấm gương cho cán bộ, các cái thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phải học tập. Đó là cái lòng nhân ái và cái tài thao lược trong cái nghệ thuật chỉ huy chỉ đạo của mình. Bất kỳ trong cái tình huống nào cũng vững vàng, một cái bản lĩnh của người cầm quân. Đây là những cái mà những cái bài học trong lãnh đạo chỉ đạo bất kỳ ở một cái thế hệ nào chúng ta cũng phải noi theo. Là người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ký ức về những năm tháng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp. Đặc biệt, lần ông vinh dự được gặp Đại tướng đã trở thành một kỷ niệm khó quên. Chỉ hôm 28
tháng 3 thì luôn đào công sự để chuẩn bị cho cái trận đánh. Thì cụ mới đến thì 10 giờ tối, cụ nói tiếng Quảng Bình, cậu nào hút thuốc lào cho tớ điếu. Thế là có cậu nó hút thuốc lào, nó bảo đây ạ, à, tối cũng chả biết ai à, bác hút đây ạ, à, cháu có đấy. Thế là cậu cho điếu thuốc lào để đánh cái diêm lên thì thấy cũng giáp. Tôi nói rằng là cụ rất đơn giản mà bộc mạc. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho Điện Biên Phủ nói chung, Mường Phăn nói riêng những tình cảm đặc biệt. Sau nhiều lần trở lại đây vào năm 1994 và 2004, với mong muốn giúp nhân dân Mường Phăn có điều kiện hơn trong sản xuất, năm 2008, Đại tướng đã viết thư gửi Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ ngành trung ương đề nghị xây dựng hồ thủy lợi Lọn Luôn. Công trình hồ Lọn Luôn được khánh thành vào đúng ngày 7 tháng 5 năm 2013, cấp nước tưới tiêu thường xuyên cho diện tích đất trồng lúa sản xuất hai vụ của bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Nhân dân Mường Phăn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tình cảm rất sâu sắc và rất là nhớ khắc sâu trong tâm trí nhân dân những lần Đại tướng về thăm lần cuối cùng. Thứ nhất, nhân dân khắc sâu là giữ rừng hờm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tốt. Thứ hai là xóa đói giảm nghèo. Thứ ba là cho con em học hành đến nơi đến chốn và đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Theo dòng chảy thời gian, những hình ảnh câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn được trao truyền, trở thành cầu nối để thế hệ trẻ có cơ hội biết đến và tưởng nhớ về công lao của vị tướng tài ba, lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Những ngày này, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên hân hoan một niềm vui đặc biệt. 70 năm có được độc lập, hòa bình để vững bước trên con đường xây dựng và phát triển. Công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa khi nào phai nhạt trong lòng đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, trở thành động lực để tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương. Thưa quý vị, có một loài hoa quý vị rất dễ nhìn thấy khi đến Bình Phước, từ đường làng ngõ xóm đến hàng quán hay là tại các tuyến phố. Tuy không hương nhưng loài hoa này có rất nhiều ưu điểm. Chính vì thế mà nó dễ dàng có mặt khắp mọi nơi trong không gian sống của mọi người. Vâng, thưa quý vị, đó chính là hoa giấy. Và những ngày này, hoa giấy đang rực rỡ khoe sắc, góp phần làm dịu đi cái nóng ở Bình Phước đang trong giai đoạn đỉnh điểm hiện nay. Với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, có nhiều màu sắc và có thể ra hoa quanh năm, hoa giấy là lựa chọn của rất nhiều người dân trong việc trồng cây làm cảnh quan cho gia đình. Sau nhiều năm chăm sóc, hai cây hoa giấy của gia đình chị Lê Thị Trâm được cắt tỉa thành một mái hiên xanh che mát cả không gian nhà. Hai vợ chồng đều mê cây hoa giấy, xong cây hoa giấy nó lại ra bông quanh năm nữa, xong mình chăm sóc được cái tán nó mát, nó sẽ tạo điểm nhấn cho quán. Không chỉ làm đẹp cho những ngôi nhà xinh xắn, hoa giấy còn được ưu tiên trồng ở những khu vực công cộng, công viên và trên những con đường, tuyến phố. Tùy cách bố trí với các loại cây khác và tùy cung đường mà hoa giấy có thể được trồng, chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng khác nhau. Mỗi màu hoa mang lại một vẻ mỹ quan và cảm giác dễ chịu cho người dân, đặc biệt là trong mùa nắng nóng. Nó làm đẹp cho cái khu phố và đẹp cho cái căn nhà của mình và tạo lên cái hiệu ứng cho một cái khu dân cư là nói chung là êm đẹp, bình yên. Vào mỗi sáng sớm hoặc chiều mát, khi dạo qua những cung đường mang nhiều sắc hoa giấy như thế này, giúp chúng ta có cảm giác thật nhẹ nhàng, thư giãn và bình yên, góp phần tái tạo năng lượng cho ngày làm việc mới. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.